Điều 17 Nghị định 52 năm 2024 của Chính phủ quy định về dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng như sau. Dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng bao gồm cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán, séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ. Các dịch vụ thanh toán khác thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng bao gồm Ngân hàng Nhà nước cung ứng các dịch vụ thanh toán cho các khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Chính sách cung ứng tất cả các dịch vụ thanh toán theo quy định nêu trên. Ngân hàng Hợp tác xã được cung ứng một số dịch vụ thanh toán theo quy định nêu trên sau khi được ghi trong giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp.